Giá vàng hôm nay, ngày 29 tháng 10 năm 2024, vàng thế giới trên Đà giảm nhẹ. Giá vàng hôm nay ngày 29 tháng 10 năm 2024, giá vàng dừng đợt tăng kỷ lục khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, tập trung vào dữ liệu của Hoa Kỳ và đồng USD tăng. Tại thời điểm khảo sát lúc 5 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau: Giá vàng 4 số 9 hôm nay được Doji niêm yết ở mức 87 triệu đồng trên một lượng mua vào và 89 triệu đồng trên một lượng bán ra. Còn tại công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SGC ở mức 88,3, 89 triệu đồng trên một lượng mua vào, bán ra. Giá vàng SGC tại công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tiến Minh Châu và Bảo Tiến Mệnh Hải cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 87, 89 triệu đồng trên một lượng mua vào, bán ra. Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5 giờ hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.739,86 USD trên một ao. Giá vàng hôm nay tăng 0,16 so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do 25.500 Việt Nam đồng trên một USD. Vàng thế giới có giá khoảng 85,8 triệu đồng trên một lượng chưa tính thuế phí. Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 3,1 triệu đồng trên một lượng.